Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bình dân kỳ thứ 373, diễn đàn độc lập xin trình bày Tổng thống Trump thắng, nước Mỹ thắng và cả thế giới thắng. Xin mời quý vị cùng các bạn tham gia. Thưa quý vị và các bạn, lẽ ra diễn đàn đã đăng bài chia sẻ vui buồn cùng với quý vị và các bạn sớm hơn, ngay sau ngày 5 tháng 11 vừa qua. Nhưng vì bị điện cúp để tránh gió Santa Ana, cho nên đến nay mới gặp được. Xin chào quý vị và các bạn. Sau một đêm hồi hộp 5 tháng 11, tất cả dao động trong ngoài đều từ từ lắng xuống. Trong đục đã rõ. Còn lại là những bài học nào cho nhiều người của cả hai bên. Ngày xưa người ta khắc biến cố lịch sử trên vách đá, rồi đến trên những thanh tre. Bây giờ là lúc mỗi người chúng ta một cách. Có lẽ nên tìm cách khắc ghi để lại cho nhiều đời sau về sự kiện lịch sử quan trọng này. Phải nói là chúng ta đã cùng trải qua cơn ác mộng kinh hoàng trong cuộc đời. Một bên thấy rõ đó là cơn ác mộng thật. Và sau khi trải qua thì bộc lộ mừng vui không xiết, hoặc là trầm tĩnh thán phục bằng tay của tạo hóa. Và một bên kia thì cũng trải qua cơn ác mộng, nhưng là ác mộng giả do kẻ khác đã gieo cho, và thất vọng, đau khổ hơn. Nhưng đáng thương ở chỗ tưởng rằng mình đã mất, nhưng mất cái thực tế không thể có. Chưa hề có và không bao giờ có thể có, bởi nó là ảo ảnh được chính trị và truyền thông bất lương tô vẽ cho. Ác mộng thật đối với những ai chịu khó nghiên cứu và xem toàn cuộc. Gần đây nhất là những hiện tượng trong chính trị, xã hội liên tục xảy ra nghịch thiên lý. Tất cả đều có lý do, có mục đích, có bàn tay của con người. Nhưng không thiếu những thông điệp không lời, mà người có lương tri còn trong sáng thì mới có thể nhận ra được tín hiệu. Còn ác mộng giả, ác mộng giả là vì đã bị truyền thông bất lương và chính trị lừa bịp, cho mình một hy vọng hảo để nuôi và trông chờ, tức là cái mà theo lẽ tự nhiên không thể có ngay từ đầu. Bên trái, tức là bên ngồi phía trái, ở trong quốc hội, là dân chủ, có thực tài nói trái, nói dối, bẻ cong, có ngụy biện đến thái quá, còn làm thì làm nhiều điều trái đạo, trái với tiền lý. Càng biện bạch thì càng tự phơi bày, đó là một trong những lý do mà dân chủ có kết cuộc hôm nay. Và ở đây trên sân khấu chính trường tha hồ tự do đấu, ông Trump được phía dân chủ gán cho những nhãn là độc tài, fascist, Hitler, Mussolini, vân vân. Lẽ ra người dân, các dân tộc và các tôn giáo khác nhau phải kinh hoàng, nhưng ngược lại họ cứ rủ nhau bỏ chạy về phía của ông. Dân Mỹ đen, Latino, các cộng đồng Á Châu, cộng đồng Hồi giáo ở Michigan, dân tộc Amish sống xa kỹ thuật hiện đại cũng ngựa xe ra phố để bầu cho Tổng thống Trump. Ngay cả những người nổi tiếng trong dòng họ có tên trong lịch sử như Robert Kennedy Jr. hoặc là giáo sư luật nổi tiếng bậc nhất 60 năm của dân chủ, ông Alan Dershowitz, hay là cựu ứng viên tổng thống và là cựu dân biểu dân chủ Tulsi Gabbard, cũng đã bỏ đảng dân chủ sang phò tá và ủng hộ Tổng thống Trump và gia nhập đảng Cộng hòa. Hoặc như nhà tỷ phú theo dân chủ Elon Musk, nhà truyền thông trẻ tuổi nổi tiếng như Tucker Carlson, Megyn Kelly hay Charlie Kirsch cũng ủng hộ Tổng thống Trump. Còn ứng viên Kamala Harris của dân chủ thì được đảng đưa lên, không phải là dân bầu, nhưng nhân danh là đại diện cho nền dân chủ. Bây giờ thì thắng thua một cách minh bạch và công bằng, không có cống nước bể để thay đổi cách đếm phiếu, cũng không có cạc tông chia cửa sổ để tránh tai mắt phóng viên báo chí, hoặc là không có ai chở phiếu từ New York sang Pennsylvania, vân vân như năm 2020. Và bây giờ trước khi chúng ta nói đến tầm quan trọng của chiến thắng của Tổng thống Trump đối với đất nước và đối với thế giới, chúng ta hãy cùng xem những ví dụ chuyện buồn vui trước, trong và sau ngày bầu cử. Sau khi bà Harris thua cuộc thì một bà dân chủ đã phát biểu tương đối có bài bản. Bà ta nói rằng, các ngươi đã bỏ phiếu cho một kẻ phân biệt chủng tộc, một kẻ hiếp dâm, một kẻ độc tài. Các ngươi đã bỏ phiếu cho một kẻ bách nạt, một kẻ cố chấp và một kẻ tự liên ái. Ngay cả người Đức cũng đã cố gắng cảnh báo chúng ta. Nhưng các ngươi không có nghe. Các ngươi đã không nghe các nhà sử học, không nghe các nhà tâm lý học, các nhà giáo dục và các nhà trí thức. Tất cả không phải là vì chế độ độc tài một cho một, mà là để thuyết phục các ngươi không tin tưởng vào phương tiện truyền thông, những người có học thức và tạo ra một tâm lý Hoa Kỳ chống lại họ. Thưa quý vị và các bạn, ở đây chúng ta chỉ nói là người ta đã bị lừa ở chỗ nào. Theo như bà này nói, kể như là 72 triệu người Mỹ ở tiêu rồi, không chịu nghe các nhà, nào là nhà sử học, nhà tâm lý, nhà giáo dục, nhà trí thức, nhà khoa học, nhiều nhà lắm lắm. Còn thiếu nhà thờ hay là nhà ở, nhà bếp hay là nhà X nữa, vân vân. Thưa đúng là những nhà này có ăn học, có sách vở,
kiến thức chưa đầy bụng, không ai bài bác điều đó. Nhưng xin thưa có một chữ chưa qua khỏi bài kiểm tra để được nghe theo, đó là chữ gì? Có phải là chữ nhân hay không? Kiến thức mới chỉ là một, nhưng để cho người ta nghe theo còn có một điều kiện quyết định, đó là các nhà đó theo hệ tư tưởng nào, phải xem là họ theo hệ tư tưởng nào, theo đuổi đường lối chủ trương chính trị nào, đường lối đó có mang theo đạo lý, có theo lẽ thường hay không. Bởi vì trong sự hiểu biết không bao gồm điều tuyệt đối quan trọng có tính quyết định đó. Thời nay mà còn tư tưởng như là thời còn các ông thầy Mo ở làng, ai nấy cũng phải nghe theo, thì không phải là quá lạc hậu rồi hay sao? Và đó chính là cái chỗ bị lừa. Chúng vác cái bằng ra, hay là chức quyền ra, thì vội tin theo và không cần suy nghĩ gì. Đó là đã bị lừa rồi. Trong khi đó, 72 triệu dân Hoa Kỳ bầu cho Tổng thống Trump là những người đã từng theo dõi và chứng kiến những gì bọn họ đã làm trong mấy năm qua. Về phản ứng của giới ca kỹ, kịch nghệ, diễn viên, một số tưởng như là khi mình bỏ đi thì dân sẽ nghèo đói hay là đất nước sẽ sụp đổ không chừng. Cho nên đã tuyên bố rằng sẽ bỏ đi nước ngoài. Nhưng chắc chắn là họ sẽ nhận được cái vẫy tay bye bye mà thôi. Một anh chủ show hài, anh Jimmy Kimmel, đã nói đúng. Đúng là một đêm kinh hoàng. Nhưng điều mà anh ta tin lại là ảo tưởng. Như chiến thắng của ông Trump đối với người dân, mà họ nghĩ rằng là tang thương, nghèo đói, bất an, đảo lộn cả thế giới. Anh ta nói thế này. Hãy thành thật mà nói, đêm qua là một đêm kinh hoàng cho phụ nữ nè, cho trẻ em nè, cho hàng trăm ngàn người di dân lao động cực nhọc, những người làm cho đất nước có cuộc chăm sóc sức khỏe, cho thời tiết, cho khoa học gia, cho báo chí, cho công lý, cho tự do phát biểu, kinh hoàng cho người nghèo, cho người trung lưu, cho người già dựa vào an sinh xã hội, cho đồng minh của chúng ta ở Ukraine hay là cho NATO, cho sự thật và nền dân chủ và sự đoan chính, và kinh hoàng cho mọi người bầu chống lại ông ta. Và hãy nghĩ xem, đó là một đêm tệ hại cho cả người bầu cho ông ta, nhưng các bạn chưa nhận ra điều đó. Wow! Phải công nhận là anh ta có lo lắng. Nhưng tiếc thay, tất cả đều là ngược lại. Những điều anh gieo cho khán giả lo sợ lại là những thứ sắp mất mà Tổng thống Trump là người sẽ sửa chữa và bảo vệ. Đó chính là lý do người dân bầu cho ông Trump. Và một chị trên The View nói một câu khá hay. Chị ta nói rằng chính quyền ở Florida là cánh hữu cực đoan theo kiểu mẫu phát xít và làm cho trở thành hấp dẫn. Đó là một câu phần đuôi đập bể phần đầu. Chính quyền phát xít mà làm cho hấp dẫn. Và chính cái sự hấp dẫn đó đã khiến cho người dân California bỏ California để sang nhập cư tại Florida. Như năm 2022 là có tới 817.669 người. Trong khi đó thì di dân bất hợp pháp và tội phạm mến cái nơi dân chủ nắm quyền, cho nên lục tục dời về ở những nơi như Los Angeles và San Francisco. Và chị ta cũng nói trên MSNBC rằng là cuộc bầu cử kỳ này là giữa một bên Kamala Harris là tự do, dân chủ và một bên là độc tài, phát xít. Như vậy có phải là tiêu rồi không quý vị và các bạn? 72 triệu dân bầu lầm rồi phải không? Nhưng vừa nói chuyện tự do, dân chủ thì cũng trên MSNBC một chị đòi phải truy đuổi để bắt tội ông Elon Musk. Và cũng chị ta nói rằng vận động quá ư là hoàn hảo, chỉ chờ có ăn mừng chiến thắng nữa thôi. Và một chị khác, kinh tế quá tốt, cũng như là ông Biden nói, nền kinh tế của ông xây dựng mạnh nhất thế giới. Nhất thế giới đó nhé, ông ta nhắc lại như vậy. Bây giờ trên MSNBC, chị ta cũng nói, cũng khẳng định rằng là nền kinh tế dưới thời của ông Biden khiến cả thế giới ganh tị. Nào là lạm phát thấp nè, chỉ số phát triển cao nè, việc làm có nhiều nè, thị trường chứng khoán vững, tất cả đều là vượt kỷ lục. Nhưng khi nghe nói thì bình dân nhìn quanh không thấy có người ngoài hành tinh nào cả. Và xem lại thì tỷ lệ dân Hoa Kỳ khiếm thị chắc là không đủ để cho chị ta nói cho nghe. Và một đoạn sau đây, một bà tỏ lòng tin, hát hò mừng vui như là chuẩn bị ăn mừng chiến thắng. Trong khi một chị khác thì dừng lại để chửi tục một người đội mũ MAGA và hâm là Kamala Harris sẽ thắng và sẽ đuổi ông Trump. Anh ta bye bye và chúc một ngày tốt đẹp. Và hãy xem người ủng hộ Kamala Harris nồng nhiệt, tin tưởng đảng Dân Chủ và truyền thông bất lương, hát về tỷ lệ, về thành quả của Harris và bầu vì thích bà ta. Để rồi thất vọng, kêu gào, khóc lóc, chửi rủa rằng là nền dân chủ của họ sẽ bị mất, quyền phụ nữ sẽ mất. Giống như năm 2016 khóc lóc cho bà Hillary Clinton của mình. Riêng người nói tiếng Việt, nếu có ai khóc lóc vì bà mình thua, thì xin có lời sau đây.
Nếu bạn tôn trọng sự thật ngay từ đầu, bạn sẽ không bao giờ phải chịu nỗi đau khổ xấu xí này. Chính bạn đã không dùng óc độc lập phán đoán của chính mình để tự tìm hiểu, và bạn đã thiếu hiểu biết, cho nên được truyền thông bất lương tạo ra cho mọi thứ. Và bạn đã hạnh phúc với những điều giả tưởng đó, những điều không có thật. Và khi mọi thứ trở lại trật tự tự nhiên, bình thường của nó, đó là ông Trump thắng, gần như là chuyện đương nhiên. Nhưng bạn lại cảm thấy quá thất vọng và đau khổ vì bạn cảm thấy mất mát. Nhưng mất mát một thứ mà nó chưa từng có, vì nó chỉ là ảo tưởng. Kẻ để cho bạn trách mắng là truyền thông bất lương, vì chính chúng đã nói dối, đã đưa thông tin sai lệch, đã bóp méo sự thật, có mục đích để đánh lừa bạn, đưa ra lập luận lừa dối và gieo trong lòng bạn một hy vọng hão. Nếu bạn không quá cả tin và tự nghiên cứu ngay từ đầu, thì bạn sẽ không phải thất vọng như bây giờ, và vô duyên nhất là đau khổ cho cái không bao giờ có thể xảy ra. Và đây là một ví dụ cụ thể, tiêu biểu. Hãy xem một em Mỹ đen, cả đời và cả nhà là dân chủ, đã có mặt khi Tổng thống Trump chiến thắng. Và em trả lời như sau: tôi, cả đời tôi là dân chủ, định bầu tôi dân chủ cả đời, cả nhà tôi đều là người dân chủ, nhưng tôi muốn hiểu biết hơn. Tôi tự tìm hiểu chuyện gì xảy ra ở trường của tôi. Vì vậy tôi phải tự tìm hiểu, theo dõi dòng chảy của tiền bạc, vân vân. Và sau cùng là tôi quyết định bầu theo Đảng Cộng Hòa. Và thưa quý vị và các bạn, nếu mỗi người gốc Việt đều như thế, thì cộng đồng người gốc Việt đã có tiếng nói mạnh mẽ rồi, chứ không như ngày nay. Và ở đây, sau khi Kamala Harris thua cuộc, người đã bị gieo cho ảo tưởng, hy vọng hảo thì khóc lóc, tức giận, kêu gào, chửi bới vì không chụp được cái bóng. Còn truyền thông bất lương và dân chủ thì chỉ trích lẫn nhau. Nào là Kamala Harris thất bại là do đàn ông kỳ thị phụ nữ, hay là người dân chưa sẵn lòng bầu cho phụ nữ mà là da màu nữa, hoặc là vì dân chủ đã sai lầm cho nam chuyển giới đấu với nữ giới trong thể thao, hay là đã ngu ngốc bày ra trò mở cửa biên giới, vân vân. Nhưng sự thật rất đơn giản và chính xác như diễn đàn chúng ta đã nói. Càng ra ngoài thì Kamala Harris đã càng để lộ ra cái thùng rỗng, chỉ là cái thùng rỗng biết đi, và bà sẽ trở lại con số zero từ lúc bắt đầu 2019. Có thế thôi, đơn giản. Và đến đây thì chúng ta có thể nói đến kết quả của cuộc bầu cử 2024 là một cuộc bầu cử có một, và chỉ có một để kết thúc cuộc bể dâu mà chúng ta đã nói nhiều lần là một mất một còn của nền Cộng hòa Hoa Kỳ. Thực ra cuộc bầu cử một mất một còn bắt đầu và kết thúc ở 2016. Nhưng không ngờ Đảng Dân Chủ thời nay đã chống phá và đánh ngăn từng bước của ông trong suốt nhiệm kỳ. Và cũng không ngờ nó kéo dài cho đến ngày nay, 2024 mới kết thúc, bởi vì có biến động bất thường năm 2020 và Đảng Dân Chủ quyết giật phần thắng cho bằng được. Nếu không nói là gian lận hay là giật lấy thì không biết có từ ngữ nào để có thể nói cho đúng. Nhưng rồi kết cuộc cũng đã đến, chiến thắng vang dội cả thế giới của nhà chí sĩ thời đại Donald J. Trump. Ông là người thứ hai chiến thắng nhiệm kỳ 2 không có liên tục. Người thứ nhất là Grover Cleveland, tổng thống thứ 22, trở thành tổng thống 24 năm 1892. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, diễn đàn cũng đã có bài Hoa Kỳ vẫn nước mong manh, chứ không phải đợi cho đến ngày nay chúng ta mới nói, bởi vì chúng ta đã cùng nhận ra điểm biến cực đại giữa hai luồng tư tưởng và chủ trương hoàn toàn trái ngược. Trước kia thì hai bên cùng chung một mục đích sau cùng là giữ gìn nền Cộng hòa của Hoa Kỳ và làm cho Hoa Kỳ giàu mạnh, tự do. Có khác nhau chăng chỉ là phương thức nào, đường lối nào tốt hơn để đạt đến cái đích chung ấy. Cho nên từ xưa, sau cuộc bầu cử, thì mọi thứ đều yên và tổng thống lo làm việc và hai bên cùng làm việc với nhau. Nhưng tại sao bây giờ lại khác đến như thế? Tại sao sau bầu cử thì tổng thống làm việc không yên? Đây là câu hỏi rất lớn. Nếu nói rằng do tính cách của cá nhân một tổng thống, thì quả là thiển cận. Chân dung của cá nhân để ghét bỏ, đánh phá, chỉ là lớp sơn trên bề mặt của truyền thông bất lương để che đậy một chương trình to lớn hơn. Từ năm 1963 thì hai đảng đã có hai mục tiêu, tức là có hai bên đổ khác nhau. Cộng hòa thì giữ nguyên mục đích đó, nhưng dân chủ thì theo đuổi một mục đích sau cùng là biến đổi nền Cộng hòa, tức là bến đổ bắt đầu khác nhau, thì con đường cũng hoàn toàn khác nhau. Cho nên vấn đề đoàn kết ngày càng khó kiếm, bởi lẽ đơn giản là không cùng đích đến và đường ai nấy đi. Đổ thừa cho cá nhân này hay cá nhân kia là không nhận ra điểm cốt lõi đó. Hiện tượng phân cực ngày nay càng sâu bởi lý do chủ yếu đó. Vậy đến đây câu hỏi là tại sao bây giờ mới thấy rõ? Và có thể nào chấm dứt tình trạng phân cực trầm trọng này hay không? Bây giờ trả lời câu thứ nhất, tức là tại sao bây giờ mới thấy rõ? Câu trả lời là trong khi chương trình xây dựng còn tiềm ẩn, dân chủ cánh tả có thể che đậy mục tiêu khá tốt. Nhưng càng ngày thì lý tưởng và chủ trương của họ càng hiển lộ bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất,
Công trình lớn nhiều thập niên đeo đuổi để xây dựng, khi gần hình thành thì lâu đài đó mới bắt đầu ló dạng. Những chính sách kinh tế, lạm phát, ngăn cản sản xuất dầu hay là thay đổi trật tự thế giới, mở biên giới, mời gọi di dân bất hợp pháp, chính sách phá thai, thay đổi giới tính, cấu trúc gia đình, vân vân, không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là vô tình hay là chỉ là vì một ông Biden kém cỏi. Không, không phải là chỉ do kém cỏi. Kém cỏi chỉ là một phần của lý do, có thể là vì háo danh, hám lợi mà không nhận ra, không để ý đến toàn cuộc, hoặc là không cưỡng được cái chủ trương của đảng Dân Chủ, đảng Dân Chủ thời nay. Tài liệu 45 mục tiêu tóm thâu Hoa Kỳ của họ, của thế lực ngầm, vào ngày 1 tháng Giêng năm 1963 đã được đọc ở tại Quốc hội Hoa Kỳ. Và mới đây, nghị quyết của Quốc hội HCONRES số 9 ngày 25 tháng Giêng năm 2023 đã cho thấy rất rõ. Thứ hai là vì ông Trump là người phát hiện và dũng cảm, quyết tâm làm việc để đời, là gây dựng phong trào MAGA với ý nghĩa trái ngược, đơn giản là làm cho nước Mỹ tuyệt vời trở lại, để đối đầu với chủ trương cấp tiến, tức là đạp bỏ tất cả để tiến về phía trước, thay đổi tận căn Hoa Kỳ. Vào năm 2019, ông đã phát biểu trong thông điệp liên bang, cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ là xã hội chủ nghĩa. Ông đứng ngán đường và tuyên bố là không nhúc nhích đi đâu cả. Ông liều mình chặn đứng và quay mũi con tàu của Hoa Kỳ trở lại, làm tường rào vĩ đại để giữ lại biên cương, lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trong khi Dân Chủ thì chủ trương ngược lại là xóa bỏ. Ông bổ nhiệm thẩm phán để bảo tồn hiến pháp, như là gia cố bê tông cốt thép cho nền móng của Cộng hòa của Hoa Kỳ. Ông lập tức nâng sản xuất dầu lên độc lập để đối lại với chủ trương theo lý thuyết biến đổi khí hậu, cho rằng do con người dùng xăng dầu tạo ra thiên tai, bão lụt, hạn hán. Mục tiêu của Tổng thống Trump trước hết là bạch hóa truyền thông bất lương và làm trong sạch chính quyền, tức là xả đầm, dù phải đứng trước nguy cơ bị bủa vây pháp lý và hai lần suýt mất mạng. Chúng ta có thể thấy trong lịch sử, các nhà chí sĩ cứu nước hay là giữ nước đều phải trải qua những giây phút đánh đổi kinh hoàng như thế. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng đã từng nói, nếu trận này Hoa Kỳ không vượt qua được khủng hoảng ngu dân, thì tất cả cùng chung số phận lầm than ở phía trước. Và bây giờ thì dân Hoa Kỳ quả là còn có phước dư. Hoa Kỳ đã vượt qua được khủng hoảng đó một cách tuyệt vời trong ngày lịch sử năm tháng 11. Đáp lại công trình vĩ đại của Tổng thống Trump, người dân đã thức tỉnh, người tỉnh nhiều hơn là kẻ mê, đã chung vai hạ thủy con thuyền và Tổng thống Trump thắng lớn. Tổng thống Trump thắng, chẳng những là Hoa Kỳ được cứu mà cả thế giới tự do được cứu. Con em của chúng ta cũng sẽ được bảo vệ, giá trị của phụ nữ, giá trị nền tảng của gia đình chắc chắn được phục hồi và bảo vệ. Người dân ở các nước theo chế độ khác, cho dù có thù nghịch với Hoa Kỳ cũng được hưởng lây đời sống an bình trong một thế giới ổn định, bởi vì Hoa Kỳ là thành trì sau cùng của thế giới tự do tư bản. Như chúng ta đã nói, Hoa Kỳ như là cây cột cái của căn nhà thế giới. Một khi cây cột cái lung lay thì cả căn nhà cũng không thể đứng yên. Có tự do tư bản thì mới giàu mạnh, và sự giàu mạnh sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu. Khác với kinh tế chỉ huy, người dân làm than khốn đốn thì nước ngoài làm sao có sơ muối được. Tên tuổi của Donald Trump sẽ đi vào lịch sử vĩ đại không kém gì Tổng thống Abraham Lincoln và cả Tổng thống Ronald Reagan. Vì sao chúng ta có thể nói như thế? Tổng thống Cộng hòa Abraham Lincoln giải phóng nô lệ, làm nền tảng cho nhân quyền và ông đã bị bắn. Tổng thống Cộng hòa Ronald Reagan đã giải phóng nhân dân Liên bang Xô Viết khỏi xiềng xích của Cộng sản và ông cũng bị ám sát. Nhưng hai vị tổng thống vĩ đại đó không đối đầu với thù trong, dai dẳng và không bị trù dập bủa vây khổ sở như Tổng thống Trump. Donald Trump là người quay mũi con tàu của Hoa Kỳ trước giờ nó ra khơi. Nếu mất một nhiệm kỳ này, chẳng khác nào là chậm mấy hải lý nữa, nó sẽ chuyển hướng theo toàn cầu chủ nghĩa, không bao giờ có thể trở lại. Như thế thì ông đã cứu Hoa Kỳ và cứu cả thế giới, và ông cũng bị âm mưu ám sát. Hơn thế nữa, Hoa Kỳ đang ở trong hoàn cảnh chiến tranh, trật tự thế giới mất ổn định, chiến tranh nguyên tử gần kề. Giả sử nếu Hoa Kỳ không có Donald Trump, một người quyết tâm và dũng cảm, khổ công gây dựng một phong trào chính nghĩa lớn mạnh đến như thế, thì không thể nào thắng được một công trình 60 năm công phu xây dựng của Dân Chủ thời nay. Đến câu hỏi thứ hai, xin nhắc lại là có thể nào chấm dứt tình trạng phân cực trầm trọng này hay không? Thưa quý vị và các bạn, câu trả lời là rất khó tìm sự gần gũi như là mấy chục năm về trước, bởi vì mục đích khác nhau và đường ai nấy đi bây giờ rất là rõ ràng. Theo Tổng thống Trump là làm cho thành công để mọi người cùng hưởng và sẽ có cơ hội xích lại gần nhau hơn. Điều này cũng chính xác,
người ta sẽ tỉnh ngộ trong trường hợp đó. Nếu người dân được giáo dục để hiểu rõ thời cuộc, thì chính họ sẽ quyết định. Và khi họ không chấp nhận con đường mới của đảng Dân Chủ, thì số người ủng hộ sẽ teo dần, như là rút củi đáy nồi, lửa sẽ tự động tắt, và giấc mơ của Dân Chủ trở thành tro tàn. Và khi đó các đại diện cánh tả Dân Chủ sẽ bị người dân đá ra khỏi quốc hội bằng lá phiếu. Và truyền thông bất lương ế khách khiến họ sẽ trở lại lương thiện hơn, thì mới có hy vọng xã hội an bình. Và nói về truyền thông bất lương, khi Tổng thống Trump vào tòa Bạch Ốc, truyền thông bất lương sẽ tiếp tục xuống dốc. Dân Chủ sẽ khó có cơ hội trở mình, bởi vì như chúng ta đã nói, thời buổi thì là thời buổi hiện đại, nhưng Dân Chủ vẫn không nhận ra mình lạc hậu. Và đến đây chắc quý vị và các bạn muốn hỏi một câu, đó là lạc hậu chỗ nào? Thưa quý vị và các bạn, 9 năm qua đã dư cho người dân thấy họ đã mị dân, đạo đức giả, dối trá, ngụy biện và lạm quyền thái quá trắng trợn đến như thế nào. Và không như vậy thì không phải là họ. Tập quán để tồn tại đó chỉ có thể giúp cho người ta thắng trong thời gian ngắn hạn, trong thời kỳ chưa có kỹ thuật thông tin hiện đại. Nếu không chịu từ bỏ tập quán tệ hại đó, thì chính họ sẽ bị kỹ thuật thông tin hiện đại lật tẩy, đánh bại và bị đào thải. Đó chính là lạc hậu. Ở đây ta có thể dễ dàng nhận thấy, nhưng chưa chắc họ đã nhận ra nguyên tắc này của đạo vật lý, và họ sẽ tiếp tục thất bại. Phía bên kia chúng ta hãy xem, Cộng hòa và Tổng thống Trump thì ngày càng có nhiều nhân tài cùng lý tưởng gia nhập và phò tá. Còn phía Dân Chủ thì không còn ngôi sao nào cả. Ngôi sao của Dân Chủ nếu có, thì phải có tài ngụy biện, lật lọng cho thật giỏi. Nhưng cái tài đó, chiến thuật đó, không còn chỗ đứng trong thời thông tin hiện đại. Không phải là bà Kamala Harris và ông Biden vừa chứng minh cho chúng ta rồi đó sao? Chính vì vậy mà rồi đây các đài báo thuộc cánh tả sẽ bị đào thải dần dần, để cho những kênh cá nhân trung thực vươn lên. Kết quả bầu cử kỳ này cũng là kết quả đầu tiên của cuộc sàng lọc tốt xấu, chính tà, thiện ác, bên nào đứng ra bên đó. Cộng hòa tuy có yếu trong thời gian ngắn, nhưng bề lâu bề dài thì sẽ vững bước, bởi vì đứng trên nền tảng của sự thật và của đạo lý. Và thưa quý vị và các bạn, sự trở lại của Tổng thống Trump trong bài 191 cách đây 3 năm Vĩnh Tường cũng đã trình bày. Vào 25 tháng 6 năm 2021, Bỉ Cực, Thái Lai, 4547, lên đài thênh thang. Đất nước không phải bị người dân phá hoại, mà chính những người có ăn học và thiếu lương thiện, có tài mà vô đức, trở thành tội nhân của lịch sử. Có người thay đổi, nhưng luật trời thì không bao giờ lệ thuộc năm tháng. Cho nên mới nói, đất nước tanh bành bởi sĩ ngu, trời xanh lồng lộng vẫn thu thu. Ông Tổng thống Trump tuy bị tước công, mất nhiệm sở, nhưng ông vẫn ngẩng cao đầu để chờ thiên lý, chứ không khuất phục đầu hàng. Và vì yêu nước, ông không bỏ cuộc, mà luôn trông chừng những kẻ phá hoại đất nước. Ngẩng đầu chẳng phục chờ thiên lý, nhìn xuống trông chừng bọn mê ngu. Và bởi vì họ tiếp tay cho kẻ xấu từ nước ngoài, cho nên ông trách, nhưng phải xa lánh vì đang ở thế yếu. Giặc nọ vô nhà toan nối giáo, hiền nhân xa lánh đám ruồi bu. Nhưng không phải ông ta từ bỏ công cuộc cứu nước, mà là tạm thời ra đi để cho họ chấp nhận ngoài mặt. Để rồi ông sẽ trở lại lớn mạnh hơn, như là một đấng anh hào. Ra đi một lúc cho bằng mặt, trở lại muôn đời đấng trượng phu. Và quả vậy, Tổng thống Trump đã trở lại thắng lớn, cả 312 cử tri đoàn, và thắng luôn phiếu phổ thông toàn liên bang 72 triệu, thắng cả 7 tiểu bang chiến địa. Không chỉ ở Hoa Kỳ mà cả thế giới như là bùng nổ, một cánh cửa mới đang mở toang để đón chào một trang mới đầy hy vọng, an bình và thịnh vượng. Đây mới thật sự là trang mới, chứ không phải là một trang mơ hồ, không rõ hư thật của bà Harris. Những gương mặt xấu xí của cả dàn tập đoàn tư pháp đã vũ khí hóa để rắp tâm bao vây, đang lục tục tìm cách rút lui cho dễ coi. Jack Smith, nếu chờ để bị đuổi, như ông Trump nói, thì mất hết quyền lợi, cho nên đang tìm cách rút lui sớm. Letitia James còn hăng ra hứa sẽ tiếp tục, nhưng ông đại giáo sư luật Alan Dershowitz, 60 năm trong Dân Chủ, vừa bỏ đảng để ủng hộ Tổng thống Trump đã nói, đúng là không ai ngồi trên pháp luật, nhưng đừng quên, phải kể cả bà công tố viên. Và phiên tòa chờ phán quyết của thẩm phán Dân Chủ Merchant ngày 26 tháng 11 sắp tới cũng đang tính rút lui bằng cách hủy bỏ hoặc là phán tránh án. Nhưng nói tránh án thì nghe cũng gượng ép, bởi thật ra, theo các chuyên gia luật, ngay từ đầu đã không có án. Và thưa quý vị, thế đấy, một bên thì xây dựng cơ đồ biến đổi Hoa Kỳ và thế giới đã gần xong. Một bên thì cố gìn giữ lại Hoa Kỳ và trật tự đúng đắn, an bình cho thế giới, cho nên mới đụng độ kinh hoàng, một mất một còn. Và người dân cũng vì thế mà phải chịu ảnh hưởng tơi bời trong mấy năm qua, không chỉ ở Hoa Kỳ mà cả thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, trời muốn giao cho ai trọng trách thì người ấy phải trải qua đọa đày thân tâm tan nát. Và Donald Trump đã trải qua trước mắt nhân loại cả thế giới. Những sự kiện trù dập và đe dọa kinh hoàng đến thái quá đối với ông trở thành những thông điệp không lời, những tiếng chuông cảnh báo đánh thức người dân. Và trước ngày bầu cử, các tôn giáo, kể cả Hồi giáo xưa nay không ủng hộ Cộng Hòa, nhưng nay cũng đã ra công khai ủng hộ Tổng thống Trump. Các chủng tộc đều gia tăng số người ủng hộ Tổng thống Trump. Các linh mục, mục sư Latino cùng đặt tay lên vai cầu nguyện cho Tổng thống Trump. Tổng thống Trump thắng, không phải chỉ Cộng Hòa thắng, dân Hoa Kỳ thắng, mà cả thế giới thắng. Lương tâm của nhân loại thắng, người thiện lương cầu hòa bình, thịnh vượng thắng, nền tảng tương lai cho con em thắng. Thế mà không mừng vui đến rơi lệ sao được, phải không thưa quý vị và các bạn? Và cuộc nói chuyện với bệnh nhân kỳ thứ 373, Tổng thống Trump thắng, nước Mỹ thắng và cả thế giới thắng. Đến đây xin tạm dừng. Kính chúc tất cả vui khỏe và bình an. Rất mong quý vị bấm vào subscribe nếu chưa từng làm, nhấn chuông và chọn o để được thông báo có bài mới, nhấn like để giúp sức thuyết phục YouTube. Xin hẹn gặp lại cũng trên diễn đàn độc lập kỳ tới. Xin tạm biệt. Bye bye. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình luận đàm thời sự trên kênh HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây, chúng tôi sẽ được gửi đến quý vị và các bạn bài phân tích bình luận có tựa đề: Ông Trump trở lại, Trung Nga rạn nứt. Một số ý kiến ở Trung Quốc cho rằng khi đối phó với Bắc Kinh, bà Harris đang sử dụng dao phẫu thuật trong khi ông Trump dùng búa tạ, và quan hệ Trung-Nga không phải là một khối thống nhất. Liệu con thuyền tình bạn này có thể đứng vững không? Vào ngày 5 tháng 11, kết quả của cuộc bầu cử Mỹ được cả thế giới chú ý đã được công bố. Ông Trump một lần nữa được bầu làm tổng thống. Chỉ cần ông đi đúng hướng, việc làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại trở lại không còn là một giấc mơ. Chuyên gia các vấn đề thời sự người Hoa Chu Hiệu Huy đã có những phân tích rằng liệu tình hữu nghị Trung-Nga có rạn nứt khi ông Trump đắc cử? Tại sao nước Mỹ vĩ đại, một trong những tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Mỹ, Reagan, đã từng nói, sự vĩ đại của nước Mỹ đến từ lòng tốt của nước Mỹ. Nếu nó không còn tốt nữa, thì nó cũng sẽ không còn vĩ đại. Điều này có nghĩa là ông Trump phải dẫn dắt nước Mỹ trở về với truyền thống, trở về với lòng tốt và trở về với sự tôn kính đối với Chúa. Sau khi bị ám sát, ông Trump đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn về điều này. Tại một buổi vận động tranh cử ở Wisconsin vào ngày 30 tháng 10, ông Trump nhấn mạnh 3 điều lớn cần phải làm sau khi nhậm chức. Đặt lòng tôn kính Chúa lên hàng đầu, yêu thương đứng thứ hai và phục hồi kinh tế đứng cuối cùng để mang lại lợi ích cho đất nước và phục hồi nước Mỹ. Vấn đề lớn mà ông Trump cần giải quyết đầu tiên trong thế giới đầy rắc rối này là chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, điều mà trước đây ông cũng đã phát đi thông điệp rõ ràng. Ngay sau khi công bố chiến thắng, ông Trump một lần nữa cho biết kế hoạch của ông không phải là phát động chiến tranh mà là chấm dứt chiến tranh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngay lập tức trong một cuộc phỏng vấn truyền hình đã nói rằng lập luận của ông Trump về việc phải chấm dứt xung đột cần có hành động cụ thể hỗ trợ. Điều này có nghĩa là Nga đang chờ đợi ông Trump đưa ra một kế hoạch rõ ràng. Vào tháng 7 năm nay, khi tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Kazakhstan, Tổng thống Nga Putin đã trả lời câu hỏi của phóng viên về ý kiến của mình đối với việc ông Trump nói rằng sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong một ngày. Ông Putin trả lời rằng, tôi không nghi ngờ gì về việc ông ấy, tức ông Trump, nói những điều này một cách chân thành. Chúng tôi ủng hộ, nhưng tôi không hiểu ông có thể đưa ra những đề xuất nào về cách làm điều đó. Rõ ràng đối với ông Putin thì trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine đang dẫn đến những khó khăn về kinh tế và chính trị, nếu có thể có một kế hoạch chấp nhận được để chấm dứt chiến tranh thì thật tuyệt vời. Dù sao đi nữa thì trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Moscow không bị đối xử không thân thiện như với Trung Quốc, mà thực tế là đã được áp dụng chính sách kết thân mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump vào ngày 5 tháng 9 năm 2020, sau khi sự thật về vụ Nga can thiệp được phơi bày, thì ông Trump đã phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Tòa Bạch Ốc với những ý nghĩa sâu sắc. Chúng tôi, Mỹ, hợp tác chặt chẽ với nhiều quốc gia trong nhiều vấn đề. Hành động của chúng tôi đối với Nga mạnh mẽ hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tổng thống Putin có thể nói với các bạn điều này, nhưng mặc dù vậy tôi vẫn hòa hợp với Nga. 2. Chúng tôi hòa hợp với tất cả các quốc gia trên thế giới, trừ Trung Quốc. Những gì họ đã làm đối với Mỹ, châu Âu và các khu vực khác trên thế giới là quá tồi tệ. 3.
nhấn mạnh về sự hòa hợp với Tổng thống Putin. Kể từ khi ông Trump nhận chức thì ông Putin cũng luôn mong muốn cải thiện quan hệ Nga và Mỹ. Vào tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã thăm Mỹ và trong cuộc họp báo sau đó thì ông Lavrov đã ngụ ý rằng việc cải thiện quan hệ với Mỹ là trong lợi ích của Nga, bao gồm cả lợi ích chính trị và kinh tế. Bộ trưởng Lavrov còn chỉ ra rằng dữ liệu về quân sự của Trung Quốc có sự chênh lệch lớn so với Mỹ và Nga, rằng Trung Quốc không phải là một đối thủ ngang tầm với Nga và Mỹ về số lượng vũ khí hay cấu trúc kho vũ khí hạt nhân, mà ý nghĩa cảnh báo này ai cũng hiểu. Ngoài ra thì Nga cũng đồng ý với đề xuất của Mỹ về việc để Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí. Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020, hai ông Trump và Putin đã có nhiều tương tác thân thiện trong vòng một tháng, chẳng hạn như thông báo cho nhau về các biện pháp mà mỗi nước áp dụng để chống lại dịch bệnh và về các vấn đề tăng cường hợp tác giữa hai nước. Vào ngày 25 tháng 4 thì hai ông cũng đưa ra tuyên bố chung, trong đó họ tuyên bố rằng họ sẽ gác bỏ những khác biệt, đồng thời họ sẽ xây dựng lòng tin và hợp tác để theo đuổi những mục tiêu lớn hơn. Rõ ràng là với mối quan hệ hòa hợp trước đây thì ông Putin có thể vui mừng khi thấy quan hệ giữa Nga và Mỹ được cải thiện. Còn ông Trump hy vọng sẽ chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine càng sớm càng tốt nhằm chia rẽ và làm tan rã liên minh Trung-Nga càng sớm càng tốt để Hoa Kỳ có thể đối phó hoàn toàn với Trung Quốc. Bởi vì chính phủ Hoa Kỳ và các đảng đối lập đã đạt được sự đồng thuận từ trên xuống dưới rằng Trung Quốc là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ và thế giới, đặc biệt là những người thuộc trường phái diều hâu xung quanh ông Trump. Họ hiểu rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất trên thế giới. Nếu không có sự kiềm chế của Nga, Mỹ có thể bớt bị phân tâm hơn. Sau khi ông Trump thất cử vào năm 2020 thì chính sách của chính quyền ông Biden đối với Nga đã khiến Moscow một lần nữa chuyển sự chú ý sang Bắc Kinh, đặc biệt là sau khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022 và bị phương Tây trừng phạt nặng nề. Trung Quốc đã trở thành đồng minh quan trọng của Nga về lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, công nghệ cao, quân sự và cả các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, bất chấp mối quan hệ cực kỳ thân thiết giữa Trung Quốc và Nga trong những năm gần đây, với việc hai ông Putin và Tập Cận Bình tiếp xúc nhiều lần, đưa ra các tuyên bố chung nhằm liên tục củng cố, không có giới hạn trên trong tương tác, hợp tác giữa Trung và Nga, thì thậm chí nhấn mạnh quan hệ song phương sẽ không thay đổi do yếu tố bên ngoài, tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Nga thực sự vẫn còn nguyên vẹn. Từ tính toán của cả hai bên và từ việc Nga không hài lòng trước sự thao túng của Trung Quốc đối với cả hai bên trong cuộc chiến Nga-Ukraine, từ việc Nga im lặng trước những nhận xét và biện pháp chống Mỹ của Bắc Kinh, từ việc Moscow chỉ ủng hộ chính sách một vành đai một con đường của Trung Quốc bằng lời nói mà ít hành động thực tế, v.v. Một mặt, về lịch sử thì những thăng trầm trong quan hệ Trung-Nga là bình thường. Nếu kế hoạch do nhóm của ông Trump đề xuất được ông Putin chấp nhận, thì ông Putin là người hiểu rõ bản chất của Trung Quốc, sẽ quay đầu sang phía Mỹ để cải thiện quan hệ Nga-Mỹ. Đó không phải là điều không thể. Vậy đội ngũ của ông Trump sẽ phải đưa ra giải pháp nào? Thủ tướng Hungary Orbán, người đã gặp ông Trump vài tháng trước, nói rằng nếu ông Trump tái đắc cử, ông sẽ không cung cấp bất kỳ khoản tiền nào cho Ukraine. Điều này sẽ đẩy nhanh sự kết thúc của cuộc chiến Nga-Ukraine. Nhưng tuyên bố của chiến dịch Trump khi đó chỉ nói rằng hai ông Trump và Orbán đã thảo luận về các vấn đề quan hệ song phương như an ninh biên giới, chứ không đề cập đến vấn đề Ukraine. Nếu ông Trump muốn chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine thì có thể đơn giản là không cấp vốn cho Ukraine. Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine và hiện là chủ tịch Trung tâm Á-Âu của Hội đồng Đại Tây Dương John Hurst tin rằng một khi ông Trump đắc cử thì điều đó có thể khiến người Nga thất vọng. Mặc dù chúng ta không thể đoán trước được giải pháp của ông Trump trong cuộc chiến Nga-Ukraine, nhưng có một điều chắc chắn là Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu thêm nhiều đòn từ Washington và bị kiềm chế hơn nữa về các khía cạnh kinh tế và công nghệ. Một số người Trung Quốc tại đại lục cho rằng khi đối phó với Trung Quốc, bà Harris đang sử dụng dao phẫu thuật, trong khi ông Trump thì dùng búa tạ. Và quan hệ Trung Nga không phải là một khối thống nhất. Liệu con thuyền tình bạn này có thể đứng vững không? Rất khó nói. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin mời quý vị hãy để lại ở phần bình luận hoặc gửi thư qua hòm thư htnnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ htnnews rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại những bản tin kế tiếp.